Kính thưa các vị khách quý, thưa các đồng chí trọng tài, các vận động viên thân mến, với mục đích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ lâu dài, lành mạnh và bổ ích cho thanh thiếu niên, học sinh, thủ đô, phát triển phong trào cờ vua thanh thiếu niên, sinh viên trong các trường đại học trên cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị lực lượng cho các giải thi đấu quốc gia và quốc tế trong năm 2018, giao lưu tự tin giữa người khuyết tật với cộng đồng, hỗ trợ thiết thực giúp cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, làm chủ cuộc sống của mình, thay đổi cách nhìn của cộng đồng về hình ảnh, khả năng và cuộc sống đa dạng, nhiều màu sắc của người khuyết tật. Ngày hôm nay, 12 tháng 11 năm 2017, Liên đoàn cờ Việt Nam và Câu lạc bộ Điện tướng Tương lai phối hợp tổ chức giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng tranh cúp Điện tướng Tương lai lần 2 năm 2017. Đến dự và động viên cho giải, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu về phía khách mời, về phía Tổng cục Thể dục Thể thao, xin trân trọng và nhiệt liệt chào mừng bà Nguyễn Thị Anh Thư, Tổng thư ký Liên đoàn cờ Việt Nam. Ban tổ chức nhiệt liệt và chào mừng ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Xin nhiệt liệt và chào mừng bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng và giới thiệu Đại kiện tướng quốc tế Bùi Vinh, trưởng ban tổ chức. Đến dự giải đấu ngày hôm nay,